Ok, chào mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ hôm trước là cái gì ta? Hôm qua thì là có người đi câu cá rồi đúng không? Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi coi họ bắt cá đi ha. Nè, ở đấy đằng xa xa đằng kia không? Hello, chào mọi người. Đi. Đi đâu phải ơi. Nè 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 nè. Ôi giời. Xúc cá hay bắt cá? Họ đang giăng lưới kìa, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đây là người ở bên có lún không mới phát nhỉ? Ôi 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 Sammy. Thì giờ chung tay hết rồi con ơi. Giờ kệ không sao. Nghỉ học rồi hả? Yeah. Học buổi chiều. Buổi sáng đi coi chơi. Có được con cá nào cho con xem với nha. Thôi. Cá thôi. Wow. Uống nước nhỏ xíu mà nhiều cá thế ha. Mà cá nhỏ quá. Cá nhỏ quá. Con nào mà bằng bắp tay chưa? Chưa. Phát đơ cười luôn. Bắn quá à. Ui cá kìa. Nó nhảy nó khóc kìa Phát. Hay quá. Bắt cá hay quá. Ừ, con cá bự kia. Wow. Hai con. Ba con. Trên mấy bạn này mảnh á. Ủa bên kia cũng có người thêm người đi thêm nữa à? Wow, ba con luôn. Ủa con này đâu phải cá rô? Phải. Cá chép. Trời ơi, có thêm hai người nữa kìa. Vui ha. Chế tạo ra cái này cũng hay ha. Cứ ngồi cứ vớt thôi. Có vũng nước nhỏ xíu này mà nhiều cá nhỉ.
Đây mấy con cá to nó ở đây bên này. Ba con. Đây nó rô mà. Nó rô chứ cái gì nữa. Wow. Ta không biết cá rô là cái gì luôn á. Cá rô phi mà. Chết rồi mà chiếc. Hai, bốn, sáu, bảy người. Có một vũng nước là bảy người đi hết. Đó kìa, đó kìa, đó kìa. Này thì cái dây. Cái vũng nhỏ xíu này mà nhiều cá nhờ. Thấy họ đi vớt ngoài. Vớt lắc 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 lắc. Rớt rồi. Trời ơi, cá bự dữ. Nó mất tiêu luôn. Wow. Để hết cái này vui ha. Nhiều người vui ha. Coi bé gái nhỏ xíu, bé gái bé ấy bên trong kìa. Có được cái con cá nào bự bự chưa biết. Bé giỏi đó, học được nhiều cái. Đi học lớp khác hả? Đi học cùng khác hả? Không, học lớp 3 hả? Khác học lớp mấy? Lớp 4. Trời, người ta lớp 3, người ta đi ấy rồi kìa. Hôm qua thì gặp thánh câu cá thì hôm nay còn được. Nguyên tập đoàn để bắt cá luôn. Chỉ xem họ khi mà nó xong được bao nhiêu con. Cái này cá nhỏ là nhiều, cá to chứ họ chích hết rồi. Đúng không Pháp? Ui dồi ôi, rớt kìa. Tôi lại rớt rồi. Thêm một con nữa. Một con này nhỏ hơn con nãy. Vừa sổng mấy con cá bự và bá luôn kìa. Ui. Đúng rồi. Thoát lên. Ta hết ở trong mấy cái tảng đá. Mấy con có từ. Đây, họ đang bắt cá trong mấy tảng đá kìa. Trốn. Đó, con cá bự kìa. Đấy, bé gái đang bắt đó kìa. Đó. Ôi, móc mấy tảng đá nha, cá không ha. Đó kìa, đó kìa, họ đang bắt kìa. Dưới tảng đá kìa. Xuống rồi, sao con cá bự rồi. Bắt được chưa? Đây bà bác này, bà bán hết quá trời cá luôn này. Này, hết chỗ này này hay này. Đó. Cá tép không à? Đôi lúc là con cá bự. Cá rô. Đó, riêng của bác này không mà được tài sản là bốn con cá to chà bá rồi đó.
đó, còn mấy người mấy cái cô bác thì sao rồi sao. Vậy là hôm trước của mình ở đây ra đây mình hớt lần nào chưa? Chưa ấy à? Con này đâu phải cá rô hả Phát? Cá lòng tong hả? Ôi, cái này là cá lòng tong mà. Nhé. Cá lòng tong nè. Con này có bự. Con này cá rô nè. Bốn con. Một mình bác á. Cái xã này của bác này này. Bác tỏ hết gì không à? Cô kia với cô ở giữa, còn bé gái này bị toàn đi bắt mấy cục đá, bắt ở mấy cục cá thì còn mấy con bò trong đó, trốn phải không? Chắc không? Để Hào xuống Hào bắt nè. Tiếp con nữa, con gì vậy? Cá lóc, cá lóc, ngon, cô bắt rồi mấy gì rồi, như bác này ngon quá. Nhưng mà họ biết chỗ này có cá mà đi hớt hay thì chứ. Đi Phát này. Chỗ này có con cá này. Cái gì? Cậu vừa thấy nó nhẹ 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 không? Ê, cậu cháu mình ra cái chỗ kia đi.